cái bài Ba La Mã trang 17, và cái bài này cô cũng đã giảng rồi luôn đúng không? Cô giảng rồi, giờ chị nói lại thôi nè, để nhớ bài nè. Khi làm á, khi làm thì con sẽ coi mấy cái từ giống nhau á, có những cái nó dễ ha con ha. Như hôm trước cô có phân tích, hôm trước cô có phân tích từ nào ta, để cô coi. Đây, blue sky, look at the clear blue sky. What a beautiful sky it is today. Hiểu không? Cho nên khi làm bài á con đọc rồi dò 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 từ 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 từ. Rồi. Câu số 1, how was your stay in the countryside? Cái chuyến nghỉ ngơi của bạn ở vùng quê nó sao rồi? How? À, cái kỳ nghỉ của bạn ở vùng quê như thế nào rồi? Như vậy, mình sẽ chọn đáp án là câu câu D. It was pleasant. Nó dễ chịu during the day. Ở vùng quê á, nó dễ chịu vào ban ngày. But, nhưng, a little, có hơi boring, chán at night, vào ban đêm. Câu số 2, look at the clear blue sky. Hãy nhìn cái bầu trời trong xanh kia. Trong xanh kia, người kia đáp lại, what a beautiful sky it is today. Bầu trời hôm nay đẹp làm sao? Vậy con tập làm mấy cái này, con sẽ tăng từ vựng lên nha. What did you do during your vacation? What là cái gì nè? What did you do? Bạn đã làm cái gì during your vacation? Trong suốt cái kỳ nghỉ của bạn, bạn làm cái gì vậy? Lots of things. Làm nhiều thứ lắm. Câu số 4. The apricot tree is in full bloom. Ai biết cái chữ apricot này là hoa gì không? Cái cây gì? Mai. Nghe giỏi. Cái cây mai full bloom này có nghĩa là nó nở rộ không? Nó nở rộ như vậy mình ráp với cái chữ này nè con, blossom này nở rộ nè. And its blossom look lovely in the sun. Và cái sự nở rộ của nó trông thật là dễ thương dưới ánh mặt trời. Câu số 5. Are people in the countryside more optimistic than those in the city? Từ này rất hay nè con. Những người ở vùng quê thì họ có optimistic là họ có lạc quan hơn những người ở thành phố không? Yes, they are. Có. Nhớ câu hỏi này là câu hỏi yes, no. Are people? Yes, they are. Câu số 6. Country life doesn't excite me at all. Cuộc sống vùng quê không làm tôi thích chút nào hết trơn á. Như vậy, excite này là làm cho thích thú ha con ha. Thì người kia hỏi, why don't you like it? Thì sao không thích vậy? Sao bạn không thích vậy? Câu số 7. When is the harvest time? Harvest là thu hoạch, vụ mùa nè. Thời gian thu hoạch của họ là khi nào? Mình mới ráp với câu B. Their harvest time is in December. Thời gian thu hoạch của họ là vào tháng 12. Câu số 8. Rice is now transported home on trucks. Lúa bây giờ được vận chuyển về nhà trên xe tải. Thì người kia mới đáp, yes, đúng vậy. But it used to be. Nhưng nó used to là đã từng nhưng nó đã từng be put, được đặt trên animatron cart, xe kéo bằng động vật,
xe bò, xe ngựa rồi đó. In the past, trong quá khứ. Lúa bây giờ được vận chuyển về nhà trên xe tải. Đúng vậy, nhưng nó đã từng được kéo bằng những cỗ xe kéo bằng động vật trong quá khứ. Câu số 9, the village has electricity now. Ngôi làng này có điện bây giờ ngôi làng này có điện rồi. Người kia trả lời, mình có chữ này là village, thì đây mình có villagers là dân làng. Village là ngôi làng, villagers là dân làng. Ngôi làng bây giờ có điện rồi. So, villagers can now use electrical appliances. Cho nên dân làng bây giờ có thể sử dụng các thiết bị điện, electricity và electrical. Câu số 10, have you ever ridden a horse? Bạn đã từng, nhớ ever, bạn đã từng cưỡi ngựa chứ? No, I haven't. Have you nữa không? Trả lời, no, I haven't. Không, chưa. But I'd like to. Nhưng mà tôi thích lắm. Bạn đã từng cưỡi ngựa chưa? Chưa cưỡi bao giờ, nhưng tôi thích lắm. Kịp không cả lớp?